Hello mọi người nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tiếp bài tập số 3 và bài tập số 4 trong chuỗi bài tập phần bụng của mình. Bài tập số 3 và số 4 này nó sẽ tác động lên cơ này. Nhóm cơ này của cơ bụng. Mọi người cùng làm theo mình nha. Cũng như bài tập số 1 và bài tập số 2, mỗi một bài tập sẽ thực hiện 4 set. Bài tập này thì hai tay mình cũng chống như thế này, thay vì bằng đá bên trước nữa này, mình dùng đá ở hai bàn tay. Bạn giờ đã hoàn thành xong bài tập số 3. Sẽ nghỉ một 2 phút và sau đó mình sẽ tiếp tục bài tập số 4. Ok, bây giờ tới bài tập số 4. Bài tập số 4 bạn cũng thực hiện tương tự là 6, 10, 12 và 14 cái. Với bài tập này thì bạn đã gặp vào phía trước, hai tay của bạn sẽ chạm vào hai cái mắt cá của hai chân bạn. Hai chân bạn thì để rộng gần bằng vai một xíu. Hai chân bạn để rộng bằng gần bằng vai một xíu. Nhưng mình phải gặp phía trước. Bài tập này thì tương đối nhẹ nhàng.
Đây là những người tập căn bản cho những người chưa bao giờ tập. Nó sẽ rất là đơn giản, từ đơn giản mình sẽ đi tới nâng cao và từ từ tăng độ khó dần dần lên. Nên các bạn cứ làm theo từng bước của mình và xem chọn video. Ok, mình sẽ đến số thứ tư, số cuối cùng. 14 cái. 1, 2, 3, 4. Thế là mình đã hoàn thành cái bài tập số 4 với 4 set. Bây giờ mình sẽ nghỉ trong vòng 2 phút rồi mình sẽ tập bài tập kết hợp. Bài tập số 3 và bài tập số 4. Bài tập số 3 mình sẽ thực hiện 12 cái, xong mình sẽ kết hợp với bài tập số 4 liên tục 6 cái. Xong rồi 16, 10, cùng là 20. Okay. Ok, bây giờ mình bắt đầu cái set tổng hợp giữa bài tập số 3 và bài tập số 4. Mọi người cùng làm cho mình nhé. Set cuối cùng 20 cái. Với cái bài tập số 3 và bài tập số 4 này thì nó tương đối nhẹ, nên mình phải thực hiện liên hoàn để tăng cường cái khả năng giữ được cái cơ thể lên. 1, 2, 3. Số 4 trong vòng chưa tới 2 phút. Tổng cộng 2 bài tập này thì mình tập chưa đến 10 phút. Với 10 phút mỗi ngày, bạn dành ra để tập những bài tập bằng một cách nhẹ nhàng như thế này, bạn sẽ đốt được một lượng calo tương đối để giúp giảm mỡ bụng bạn trong một thời gian ngắn nhất. Chúc các bạn thành công. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh và theo dõi video của mình nha. Chúc các bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc.